ngồi nhìn nhau lòng dâng cảm mến. Núi nhỏ anh nghe có chờ có đợi ai không vắng xa anh thì cuộc sống của em thế nào. Ngày anh đi thăm cũng buồn theo những tháng năm cứ dần trôi, nhưng bây giờ chỉ mong hai em được tròn đôi. Còn riêng em nghĩ gì về anh thì dặn anh có buồn không. Em bây giờ chỉ mong